Bữa trước cái cua gà cho mình ăn rồi mà ở nhà vẫn đang còn luôn á. Bữa trước em mua về nhà, ngày em mua về 2 ký 4 ký mấy. Cái thằng mà thằng Dũng á, anh Diễm á, là em. Hôm nay thì hả? Ngon cực kỳ luôn anh, bây giờ vẫn chưa hết luôn. Hôm nay hai vợ chồng em ra. Nhưng mà không thấy tôm nữa thôi. Cái này thịt nó khoảng 40-50% hôm trước đó là cua gạch cho mình về chỉ hấp thôi, hôm nay mình lấy cua đây mình xào me. Rồi cứ về đi. Anh này ngồi 3 tháng phụ giúp ba chị nha. Không, anh lấy về. Bao nhiêu tiền con này? 23.000 con hàu này các bạn này. Mẹ ơi. 4 con này. Con này nó có vẻ như là nó bự ghê. 4 con hả? Cái này làm gì con? Cái này mình nướng phô mai lên đây. Nướng phô mai là nhất rồi. Cái này không có tôm à? Không phải, nó có mình mua hết luôn. Em ở ngoài chơi đây, em chạy này hoài, em đi qua em thấy rồi mà hôm bữa em tính kêu nó lâu rồi mà em quên. Nếu hôm bữa về nhà nó quay cái con hùng ở nhà thì em bảo ngoài đây có chỗ bán cua này, cái này nó quay vô đi chứ. Hôm nay vợ chồng mình đi ra quay để coi có tôm là, nhưng mà hôm nay nguyên một cái mâm này là cua không à các bạn ơi. Anh thử cua 39 con cho mình. Ồ, em 2 con 39 với 1 con cái thằng này đi. Không, đừng có lấy cua gạch nữa. Cua gạch ăn ngán rồi. Bây giờ hôm nay toàn là cua gạch không biết chết chứ. Vậy không có thịt luôn hả? Ý là mình lấy đi để nó xem cái sự khác biệt nó như thế nào. Được không? Hay là hôm nay mình ăn cua 39 coi thử nó có khác biệt với lại cái cua lớn. Mình cứ review cho các bạn coi thử là nó cái chất lượng của cua 39 là nó như thế nào. Hai con này. Có lấy thêm cua. Hào á. Cái bự, cua bự á. Cua nhà ăn chưa hết mà. Giờ mà nó ăn. Tưởng là ăn tôm thì còn dễ lột á. Cua thấy mà bây giờ mình phải lấy 2 con 39 hả? 2 hay là 3? 2 con 39 lấy thêm con hàu đi. Ừ. 5 con hàu. Rồi ok, 5 con hàu đi. Con ra đây quay. Chị có tin là bữa nó giờ anh vẫn chưa hết không? Đó đây nè các bạn này. Đó, nếu như bạn nào có muốn ăn cua, tất cả các loại cua, tôm, trong đây có tôm hùm đấy nha các bạn. Tôm hùm trong Việt Nam à? Dạ đúng, tôm hùm bông của Việt Nam. Thì đọc em cái địa chỉ của mình nha. 148 à? 148 Tân Kỳ quý nha các bạn. Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha. Nếu như các bạn muốn ăn thì đến đây nha. Hôm nay thì vợ chồng mình sẽ review cho các bạn xem là cái loại cua mà giá 39k một con này, xem nó có ngon hay không hay như thế nào nha. Hơi tiếc một chút là hôm nay mình tới thì hết mất tôm rồi các bạn ạ. Tôm càng xanh hết mất rồi. Nữa chị, 2 con có thịt đó. Là bị chị nó ăn gà thịt. Cái này cua mình làm gì chị? Thì cua thì mình làm cái gì ngon? Me hả? Cua 39 me nha. Rồi. Nói thật là hôm nay là dự tính là xuống muốn ăn tôm kia. Nhưng mà hết mất tôm. Có một con tôm, tôm sống cũng hết luôn rồi. Tại cua ở nhà ăn đem về, hắn mua về người ăn có nửa con là gạch không ở trống luôn á. Tại vì em mình bên kênh Phạm Dũng các bạn, thì đợt rồi có quay review ở đây và mua cua sống về nhà hấp á các bạn. Nói chung là cua là các bạn, nói chung là bao la gạch luôn á. Cua ngon, cực kỳ ngon luôn. Đó rồi nè. Hàu này là 23.000 một con nha chị các bạn. Con khá gì là bự. Làm cho em cái này đi.
này con hàu này các bạn này, cá chỉ là bự nha. À, này là nghêu, này là mực nha các bạn, này mực trứng hay sao á, này mực trứng đúng không? Khách vô các bạn, mình sẽ dẫn các bạn tham quan cái bể tôm ở trong đây nha các bạn. Đó đây nè, đây tôm hùm này các bạn ơi. Đó cái loại này là 1.500.000 một ký các bạn. Đó kia 1.650.000 cả, đủ các loại kích cỡ và giá khác nhau nha. À. À, bây giờ thì mình sẽ chờ làm cho mình cái món hàu nướng phô mai và cua rang me nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi mình quay review cho các bạn xem nha, là trong quán này có những cái gì nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, tôm, nhìn tôm hùm nhìn ngon quá các bạn ơi. Khách nhỉ các bạn. Đây này là 7 kg. Đây này là 3 kg. Đây là cua này ngon lắm cua, con ăn rồi. Dạ. Tôm hùm trong nè. Tôm hùm còn sống trong nè. Cái loại bự là cái loại nào chị? Cái loại nó nhỏ hơn chút xíu. Bữa là có 39 này rồi có 79 này. 79 này. Đó, trên đây là cái số hotline nha các bạn. Nếu như các bạn muốn thì có thể gọi vào cái số hotline này và đặt cua, đặt tất các cái loại hải sản nha các bạn ơi. Chú ăn ở đây lần nào cho chú? Ăn ở đây lần nào chưa? À, rồi. Cái này ở đây mình cũng bán mấy tháng rồi kìa. À, đây chị hai chị nhà mình nha các bạn. Đây là hai chị nhà mình nha. Hello đi con hello đi. Hello ơi. Thế nhau. À, bây giờ mình sẽ vào bàn và ngồi chờ thưởng thức cái món nó... của mình là cua gì? Cua rang me à? Cua rang me à? Với là hàu nướng phô mai. Hàu nướng phô mai nha các bạn. Đó, mình sẽ hôm nay vợ chồng mình sẽ thưởng thức cái món cua rang me và cái con nhỏ nhất ở đây là 39k đó. Đó mình sẽ thưởng thức xem là nó có ngon hay không. Có ngon hơn cua bự không nha các bạn. Đó các bạn có thể thấy là cái con cua thịt đó hôm nay nó không được ngon mấy, cho nên người ta nói rõ luôn và người ta không dám bán nha các bạn. Đó. Nhiều đó thôi là có đủ thấy uy tín hay không đó nha các bạn. Các loại cua giống mấy YouTube thôi, các bạn thấy không? Đây nha các bạn ơi. Đây là hai con cua giá 39k của mình vừa kêu hồi nãy nha các bạn, vợ chồng mình kêu nha. Đây là rang me nha các bạn. Còn cái món hàu thì chút xíu nữa mới được. Bây giờ có cái món này trước thì mình review cho các bạn xem trước nha. À các bạn thấy chưa?
khá chứ là ngon nha. À. Sao? Vừa. Ăn đi xem hương vị như thế nào. Này cua thịt. Cua thịt đúng không? Nhưng mà ý là cua ngon không? Ăn phát biểu cảm ý kìa. Phát biểu cảm ý kìa. Phát biểu cảm ý nữa hả? Ăn đi con. Ăn đi. Cua này con. Nhanh đi. Nhanh. Con mình nó không ăn được không? Cho 3 miếng à. Mình sẽ thử xem là cái này như thế nào nha các bạn. Ăn với cái gì đây? Có mỡ à hay me? Me. Đây nha các bạn. Mình thử miếng xem nha. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Rất chi là vừa ăn nha các bạn. Thịt rất chi là ngon luôn. Thịt cua ngon lắm. Mình ăn mà nói thật là ngon ghê ha. Muối chưa ra là mình ăn trước rồi. Mình biết xử trước. Thưởng thức đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bóc cho bá về. Được. Anh sao? Tuyệt vời ha. Tuy là cái con cua nó nhỏ nhưng mà thịt rất là ngon. Và cũng khá chi là nhiều thịt chứ các bạn ạ. Không có tôm càng hết rồi. Đây là các bạn ạ. Đó. Tuy nhỏ nhưng mà ngon đó. Đây nha các bạn. Mời các bạn nha. Chị Hai ơi, qua đây. Chị qua đây. Đấy lượt chị. Ngon lắm các bạn. Thế bà cái thành giấy. Con ăn đi. Ăn đi rồi mày cho uống nước. Đây này các bạn. Tiếp tục chén thôi. Tại vì mình vừa một tay vừa cầm máy quay, một tay vừa ăn các bạn ạ. Cảm giác ăn nước quán ngon hơn ở nhà đúng không? Ngon lắm các bạn ơi. Nếu các bạn có thời gian thì ghé ủng hộ quán nha các bạn. Thật sự ăn rất là ngon. Đây này. Mời các bạn nha. Bây giờ ăn nó quán mình làm. Mình ra nó nấu liền nóng lắm. Nóng hổ luôn. Thịt cua rất là ngon. Tuy là con nó hơi nhỏ nhưng mà cái sớ rất là ngon các bạn ạ. Đồ bếp đây nó cũng vừa vặn. Nói chung là nêm đồ nêm thì cũng rất là vừa ăn. Nói chung là tuyệt vời, ngon các bạn. À. Nói chung mình sẽ chờ cái món hàu nướng ra và mình sẽ tiếp tục review với các bạn xem nè. Giờ tranh thủ chén cái này đã. Để lên bắt đầu. Đó đây nha các bạn. Đó một mình chị Hai nhà mình chén hết hai con cua các bạn ạ. Thế mình thật ra mình ăn có mấy miếng à. Mấy cái gặm gặm này chồng mình không có ưa. À. Nên mình phải chén hết. Đó đây này các bạn này. Sao? Cảm nghĩ sao? Ngon không? Còn như đây nướng xong rồi, xong nó ăn xong mới nói được.
Mà nãy giờ tạm thời cảm nhận nhiều đó thế sao? Nói chung là với 39.000 đó thì vừa được sòng me, vừa được ngồi tại quán, vừa tận tình đó. Giá quá hợp lý rồi, mà ngon nữa. Ăn xong không biết rửa chén nữa. Chế biến cũng rất là vừa miệng nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ngồi chờ cái con hàu nướng phô mai của mình ra nha các bạn. Hàu thì nướng thì hơi lâu. Đâu có, đang còn cái gì á, 5 con hàu nữa mà. Đây nha các bạn ơi. Đó, đây là 5 con hàu nướng phô mai của mình nha các bạn. Khá gì, nhìn khá gì là hấp dẫn các bạn ạ. Hả? Con no rồi hả? Đó, đây nè các bạn ơi. Nhìn đã không các bạn? Khá gì là ngon. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem là cái món này nó như thế nào nha các bạn. Đó. Vợ mình sẽ thưởng thức trước xem nó như thế nào nha các bạn. Nhìn khá gì là hấp dẫn các bạn ơi. Bạn rửa luôn. Ăn phần phô mai trước. Nóng. Thấy sao? Ta hơi nóng rồi. Mới đem ra lò mà. Ngon đến từng cái cạo hết rồi. Xúc xúc cái con hàu lên coi to. Con hàu đang nóng chưa anh? Nó nguội đó không? Không miệng mất. Đó, đây. Đây là con hàu này các bạn này. Hơi bốc rồi. Ôi, cái này không có miệng, đang nóng lắm. Cái này đang nóng đó. Rồi cho nó nguội xíu các bạn ạ. À, sau khi cho nó nguội chút thì vợ mình sẽ thưởng thức con đầu tiên xem như thế nào nha các bạn. Vô. Con nó rút răng ra ngoài á. Ăn đi, vừa ăn trước đi. Sao? Ngon không? À, hết một con rồi sao? Phát biểu cảm nghĩ rồi. Chưa xong mà. Hôm nay hình như là có ship hàng nấu rồi mình chứ. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ thưởng thức xem nó như thế nào nha các bạn, xem nó ngon không nha. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ thưởng thức xem nó như thế nào nha các bạn. Đó đây nè, mời các bạn nha. Khá gì là béo mà ngon các bạn, nó béo mà ngon. Ngon lắm các bạn. Đây à, mời các bạn nha. Chén tiếp còn nữa. Thank you.
uống nước đi con. Nhanh lên. Đang còn nóng lắm các bạn. Rồi. Mời các bạn nha. Mình ăn hai con còn để ba con cho vợ mình, còn hai con nữa để cho vợ mình các bạn. Nói chung thì mình cũng xin phép kết thúc cái video này ở đây nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo của mình nha. Nếu như bạn nào hồi nãy mình có quay địa chỉ và số hotline của ở đây rồi, nếu như bạn nào có nhu cầu muốn ăn thì các bạn cứ gọi vào số hotline nhé các bạn, người ta ship hàng tận nơi nha các bạn này. Ok.